Chào cả nhà. Hôm nay em làm video chia sẻ về một buổi sáng bình minh tuyệt đẹp tại Sài Gòn đó cả nhà. Hôm nay em đứng tại khúc An Lạc, đường quốc lộ 1A, miền Chánh thành phố Hồ Chí Minh, thì thấy cảnh bình minh, trời rạng sáng, mặt trời mọc lên tỏa ra những cái tia rất là đẹp, nên quay video lại chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cảnh bình minh buổi sáng thật là đẹp tại nơi đây. Còn đây là quốc lộ 1A, đoạn từ An Lạc xuống cầu Bình Điền và ra đường dẫn cao tốc Nguyễn Quang Linh Sài Gòn Trung Lương. Hiện tại tình hình giao thông ở đây vào buổi sáng hôm nay thì số lượng xe di chuyển cũng khá là đông. Đường quốc lộ 1A này nó rất là rộng đó nha. Đây toàn cảnh đường quốc lộ 1A ở chỗ An Lạc Bình Điền. Lúc này thì lượng giao thông di chuyển ở đây khá là đông. Nay em chia sẻ mà cảnh bình minh trời rạng sáng, bầu trời mọc lên những tia chiếu những tia ánh sáng thiệt là đẹp.